Anh qua uống nước đi. Sáng giờ bán được không anh? Cái chân anh đấy bị lâu chưa? Nhỏ chưa? Bị nhỏ chưa hả? Chân bị sao anh? Cái chân, hiện tượng chân anh bị sao vậy? Sốt có teo. À, sốt teo cơ. Anh Hoàng cho anh xem chân anh được không ạ? Anh kéo lên cho anh xem chân này. Đây là anh Hoàng bị bệnh cái chân. Hồi nhỏ là bị mấy tuổi anh Hoàng? Chưa được tuổi. Chưa được tuổi à? Giờ anh ở đâu? Giờ anh ở quận 6 à? Quận 6 mà từ đó anh qua tới đây luôn hả? Có ai chở anh đi không? Đi xe ôm. Anh đi xe ôm à? Rồi anh Hoàng có vợ con rồi chưa? Vợ mấy con rồi? Vợ hai đứa rồi hả? Giờ anh làm cái gì? À, bán số đây hả? À, một ngày đấy anh Hoàng bán khoảng bao nhiêu tờ? 300. Bán 300 tờ, 300 tờ là tương đương khoảng 300 ngàn đúng không? Lời 300 ngàn đúng không? Để đi xe ôm đồ lấy anh khoảng bao nhiêu tiền? Quen rồi lấy rẻ anh. Mà má là nó lấy mắc hết. Anh uống nước đi. Nước rồi nói chuyện đi. Mắt tiểu. Mắt tiểu. Con anh đứa lớn được bao nhiêu tuổi? Đứa nhỏ được bao nhiêu tuổi? Đứa lớn năm nay vô mẫu giáo à. À, hôm nay vô mẫu giáo hả? Rồi còn đứa nhỏ là mấy tuổi anh? 3 tuổi hả? À, nghĩa là con cũng được hai đứa, đứa trai gái hay sao? À, quê gốc của anh là ở đâu? Đó, ở Bình Định luôn. Bình Định luôn hả? Cái chân là giờ nó bị teo hẳn luôn hay sao anh Hoàng? Càng ngày càng nhỏ. À, anh kéo quần lên cho em xem được không? Nó chút xíu. Nhưng hồi nhỏ nó cũng không nhỏ hơn bao nhiêu mà càng lớn nó càng nhỏ. À, càng lớn teo lại do mình không vận động nữa. Tết đồ anh ăn Tết ở đâu? Tết ở đây luôn hả? Bán số luôn đó ăn vậy. À, bán số rồi ăn ở đây luôn hả? Có hay gì không? Hay là vẫn ở đây làm? Cũng lâu lâu mới gì anh, lâu mới về hoài đâu. À thế hả? Về hoài cũng tiền lắm. Bây giờ trưa nắng rồi mà còn một cọc này khoảng bao nhiêu tờ anh? Chưa tính luôn á. Chưa tính luôn hả? Mới chui vô này kiếm tờ tiểu mà không có. À, người ta đông quá. Vô quán cà phê xin nhờ được không? Người ta không cho bò vô nhà. À, không cho bò vô nhà luôn hả? Người ta chủ yếu em tiểu gốc cây cống rồi mà giờ có chưa đậu đâu. À, tội vậy. Anh ăn uống chưa? Chưa, em nấu ăn đâu. Ăn buổi chiều. Chưa, không ăn buổi chiều thôi hả? Rồi sức đâu mà làm? Ăn nước không à, quen rồi. Trời ơi. Anh bán mấy năm nay vậy không à? Đâu chưa đâu có ăn đâu. Ở nhà nghỉ cũng không ăn. Không quen hết rồi. À. Anh Hoàng sinh năm mấy? 88 anh. 88 hả? À, 88 là đây 31 luôn. 33. 88 đây 32 chứ. Năm 2020 thì được 32 tuổi. Lúc tuổi thì 32 mà biết. À. Tuổi kia thì 33 rồi. À, anh chắc này lớn rồi thôi. À, em lấy rồi, cũng 40 rồi. Anh ở Đắk Lắk hả? Xe thì Đắk Lắk.
gốc ở Bình Định. Ở đường nào? Ở Phù Cát luôn. Phù Cát luôn hả? Ừ. Mấy hôm em bán ngoài Bình Dương này luôn. Mấy anh Bình Định không ạ? À. Rồi anh ở xã nào ngoài đó? Em ở nhà bà dì thôi à, mà hồi chứ ông già bà già em mất rồi. À. Ở nay nọ đúng chỗ rồi. Ông ngoài à. Giờ lớn tới giờ trong ngoài mới ở trong này ông ít cái gì đó lâu lâu. Giờ anh Hoàng là quê ở đâu? Đó thì em ở ngoài đó luôn. À giờ mà, quê ngoài đó luôn hả? Do bà già em mất ở với mấy bà dì đó, mà có bà ở sông cầu luôn. Sông cầu của em. Ừ. Nói chung là ở đâu ở à. Nhưng mà gốc thì ở cha mẹ em người Bình Định mà. À. Nhưng mà do giờ bà già mất ở Tứ Tùng mà. Giờ anh vô thuê nhà đây ở quận 6 là ở địa chỉ cụ thể chỗ nào? Ở nhà trong hẻm em không nhớ đó. Nhớ cái hẻm thôi chứ còn cái địa chỉ thôi bỏ tay á. À thế hả? Nhớ hẻm chỉ vô thôi chứ không. Nó sẹt quá tới 4 năm cái sẹt. À. Không nhớ. Là anh tuyến đường anh hay bán là tuyến đường nào anh Hoàng? Là đường Huỳnh Tấn Phát này thôi hả? À. Đây là địa phận Phú Xuân Huỳnh Tấn Phát mình đi làm về thì có gặp anh Hoàng anh băng số và anh chân anh bị khuyết tật rồi các bạn. Chân anh là bị khuyết tật từ nhỏ đi không được cho nên là anh vừa lết vừa bán con số này. Giờ trưa rồi còn nguyên cả một cọc. Cọc này khoảng bao còn bao nhiêu tờ anh? Còn 200 mấy một tờ nè. 200 rưỡi. Mình mua cho anh chai nước anh uống cho đỡ khát rồi tiếp tục hành trình. Cái chân bây giờ cái cao hay thấp anh Hoàng? Dài cái ngắn. À cái dài ngắn. Nó dài đó. Là giờ đi không được luôn chị lớn thế này hả? Ngồi phải giữa mà. À. Phải kiếm chỗ giữa à. Ít có ngồi chỗ giữa nó đâu có nó mỏi nó té à. À. Rồi hai đứa con giờ gửi đâu? À, ở ngoài đó luôn hả? Ở ngoài chứ. Ở nội đâu có ai gửi. À. Đây là tiền bán mấy ngày đây? Dạ. Đây tiền bán sáng giờ hả? Qua luôn á. À, bán qua giờ hả? À. Qua luôn mà được 3 triệu mấy rồi. Ừ. Ngày hôm qua chưa nạp mà. À. Rồi như thế này rồi có bao giờ bị người ta họ lừa cái giật gì không? Bị mấy lần rồi á. Bị mấy lần rồi hả? Cầu cũng bị một lần, đâu dám đâu. À. Là người ta thấy anh thế này, người ta tới giật cái số người ta chạy luôn. Có lần bán bên trong chợ này ớ quá. Mới đón xe ôm ra chỗ bán hướng gì khu tư sức nó giật nó chạy luôn. À. Rồi không dám ra đó, đường đầu này em biết nó bán đó. Rồi. Nó không có lời, nó giận thế anh bán tập trung ở chỗ đông người nè, thứ nhất là nhiều người mua, thứ hai nữa là có gì bà con hỗ trợ cho anh. Dạ. Nên em bán này mà không sợ mà. Đúng rồi. Sợ có mấy chú quen không mua vậy. Anh không nhớ cái địa chỉ bây giờ anh ở luôn hả? Bán chịu cậu. Đây có. Có địa chỉ nó sẽ hoài à không nhớ à. Các bác này tới mua ủng hộ cho anh Hoàng cái số. Em bán cái đường này mà thấy em không biết có phường mấy rồi mà. Biết có hiệu. Đây là xã Phú Xuân. Ừ xã rồi chứ không, à. Không có phường không biết luôn. À đúng rồi. Em biểu tới chỗ Phú Xuân là hỏi phường mấy em còn không biết luôn. À. Bán mấy năm nay rồi. Trưa nắng này mà cái lết lết của đường bán này chịu nổi. Bác mua ủng hộ mấy tờ bác? Có 7, có 4 tờ.
À, còn chai nước nữa nè. Anh cặp là theo để khi nào khác uống. Thôi, giờ tìm chỗ tiểu nè, không có chỗ tiểu. Mấy bữa tiểu chỗ này mà giờ xe nó đậu này đâu, chứ tiểu rồi. À, đó hả? Nó bỏ cặp đi, bỏ cặp khi nào khác uống. Tôi nhà tôi gần đây mà. Không, tôi về liền. Ướp mùi số hả? À, mùi số hả? À. Mùi ngày mai nữa này, em đi em leo quá. À, đó 2-3 ngày luôn liên tiếp vậy á. Em mới làm một lần. Này ngày mai thành phố em bán ở 200 mấy hả? À, 200 mấy một tờ chứ thành phố qua em xếp luôn, bán 5 giờ kém luôn. À. Rồi bán là mấy giờ anh về? Không biết rồi, anh hết rồi. Hết mới về hả? Còn không hết để trả lại kịp không? Nó đâu có trả đâu. À. Không có trả qua ngày sao? Không có cho mình trả. Thôi các bạn đi ngang qua đường Huỳnh Thuận Phát này gặp anh Hoàng nhớ ủng hộ cho anh nghe. Vì anh không nhớ địa chỉ nhà. Anh chỉ khu vực đây là khu vực đường Huỳnh Thuận Phát Phú Xuân. Anh chỉ buôn bán dọc đường này. Chào các bạn nha, các bạn nhớ ghé ủng hộ cho anh Hoàng nhé.